Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Indie Gaming ha. Hôm nay mình sẽ làm tiếp tục cái tựa game Just Cause 4 này. Ok, và hôm nay mình sẽ đi làm nhiệm vụ chính luôn ha. Đây, khu này bữa mình đã chiếm rồi và nhiệm vụ chính đang đợi mình. À, đợi xíu để mình biến thành bò nhưng mà mới vô mình chưa biến được. Đợi chút xíu đã. Rồi ok, để mình ok. Xong nha. À, để con mình test cái khí này là khí nổ hay khí gì cái nào. Ok, khí nổ. Tại vì để mình làm nhiệm vụ mình chơi nó dễ chứ nếu mà để khí kia nó khó chơi lắm các bạn. Nhìn mắt này nó ghê ghê thì sao. Cái game này á, cái phần mà lúc mà những cái cốt truyện như thế này nè, rất là xấu luôn, cái hình nó xấu, cực kỳ xấu. Không được như phần 3. Đây là ông này là ông Cesar gì hả? This is Rico. Ira says you have something to show me. Proof. Proof that none of the weather occurring in Solis is natural. Come on the back, I've got to put that there. Just one minute and I'll have this. Nói chung là mình gặp mấy người này của Mira giới thiệu để đây là có cho ngủ của ổng hả? Để giúp mình tạo những thiết bị hoặc là tạo những chứ là phụ mình để phá hủy cái dự án IPA của cha thằng này ha. The tornado that hit Nueva Voz, the capital, 10 years ago. 10 năm trước một cái cơn lốc xoáy đã tấn công. Đây vài tháng sau. My plane. Máy bay. Tất cả bị phá hủy bởi cái cơn lốc đó. Cơn lốc đó điều khiển bởi người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh. Cesar. Cesar. Watch this. Sáng quá chó không thấy được. Cái gì vậy? Look familiar? Play that again. You've seen it too, haven't you? Cái gì bay á, cái gì bay từ cái cơn lốc xoáy này ra á. Go on. I've seen it here. Thấy ở đây và ở đây, thấy cái thiết bị đó các bạn, thiết bị trong cái màn hình đó. A weather research facility. Thằng cha này thì ông kêu là do người hành tinh làm. Còn con Mira nó kêu là của cái đám có thể là cái đám của Black Hand. Các bạn nhìn cái hình phía sau, cái hình cái người nó bẻ ra bên trong nguyên mặt con người hành tinh luôn. Impossible. Nhân vật nhìn nó như là mấy cái game mà chỉnh cấu hình thấp vậy các bạn. Game này nhiều cái còn chưa có được ổn lắm. Nó ra sớm quá, mờ quá. Mấy cái hình chuyển cảnh thì của nó mờ quá. Phần 3 nhìn mượt lắm, phần 3 nhìn rõ chi tiết lắm mà phần 4 nó mờ mờ kiểu gì á. Nếu mà lặn xuống dưới thì sao? Dive down. Into the eye of a tornado. À, ý là mình bay xuống dưới á, ý là vô vào cái con mắt của cái lốc xoáy là có thể bay xuống dưới đất hay sao á? Bay vô bên trong cái tâm á. We start with this. Mình bay vô bên trong cái tâm của lốc xoáy để mình xem bên trong nó là cái gì. We need to trap and grow a tornado. To do that, we need the wind cannons from the alien weather lab to steer it to the capital. Bây mình cần cái thiết bị đó. I will use the radar equipment at Ojo de la Pradera. Mình cần những cái thiết bị để mình vô được bên trong cái cơn lốc xoáy. I'll drive the storm chaser. To build the storm chaser. Storm chaser. Thiết bị kiểu như theo đuổi bão hay là cái gì đó. Rồi cần cái con máy bay này. Cẩu cái thùng hàng này đi. Oh. And when the time is right, the army disables the wind cannons protecting Mina Vendevaro. Oh, cái con lốc xoáy trời. Tornado to go towards Nueva Voz. Wow. Which the army will evacuate. Build a perimeter of wind cannons around Torre Espinosa. And we grow the tornado there until it's big enough. Then I jump in on Cesar's UFO and do something. Rồi, nói chung là kế hoạch là như vậy. Mình đi chậm, mình đi lấy cái này cái kia, lấy trực thăng này kia. Xong rồi, để khi mà thời gian chín mùi tới lúc rồi thì bắt đầu mình vô.
Anh vô xem bên trong có cái gì. Cầm chai chọi đầu mày giờ chứ mày cười. Và nó kêu mình là di chuyển. Hình như bọn này nó kêu di chuyển lóc xáy tới cái nơi nào á. Không rõ lắm á. Ok, bò đi làm nhiệm vụ. Rồi, Cesar Terrori. Ok, bây giờ nhiệm vụ chính. Không, cái này không phải. À rồi, nhiệm vụ nó nằm ở đây các bạn. Windwalker The Storm Chaser ha. Thì mình cần phải chiếm cái khu này, mình mới mở khóa được cái nhiệm vụ này. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi tới khu này và mình sẽ chiếm. Nói chung khu này không có gì chiếm, các bạn biết rồi, mấy cái chiếm khu mình nói với các bạn nó rất là chán, cho nên là mình sẽ skip cái đoạn này. Chiếm này chả có gì cả. Và mình mở khóa cái Wine Cannon à. Súng bắn bằng gió hả? Hay vậy. Ok, thì cho các bạn xem một vòng thì cái lốc xoáy bên này đây ha. Nó lúc nãy mình bị cuốn vô luôn á. Và bên này là đây là cái máy để tạo lốc xoáy thì phải. Không biết sao nhưng mà đây là nguyên cái máy bự. Thì bây giờ mình sẽ chiếm cái khu này và mình sẽ làm cái nhiệm vụ chính ở đây. Thì khu này nó chiếm nó ngay đây luôn nè. Ok. Rồi bây giờ nó kêu mình là điều tra cái The Wind Nest. Để điều tra cái thiết bị này đây. Điều tra kiểu gì ta? Lấy bay vô luôn. Các bạn nghe cái luồng gió nó bay lên trời luôn á. Bây giờ tới cái Central Processor là cái trung tâm xử lý chính của nó. Rồi bây giờ mình phá mấy cái máy phát điện này đi. Đấy rồi bây giờ mình nói với các bạn là những lúc cái nhiệm vụ nó hơi bị chán á. Bây mình đang tìm máy phát điện nữa cái đã. Đây là mấy cái đường nguồn này là dẫn tới máy phát điện nè. Con này mình đang bị bắn sắp mặt luôn nữa. Đây. Ok, xong một máy, các bạn thấy không? Thì đợi một xíu để mình làm mấy cái khu này cái đã nha. Mình bị bắn ghê quá. Rồi, ok, bây giờ nó kêu mình là Take the Drive. Tại sau khi mà mình phá xong mấy cái máy phát điện rồi thì bây giờ mình vô đây. Oh yeah, lấy cái này ra. Tắt cái này rồi nha các bạn. Nó là máy phát điện dự phòng của cái này á. Nó cấp điện vô cái này. Rồi. Ờ, bây giờ mình còn đem bên tới trên kia. Wow. Vì mình vô đây mình kích hoạt nó vô đây, mình tháo nó mình gắn bên đây. Rồi. Ok, đang chuyển dữ liệu. Rồi là để bảo vệ cái này nữa hả? Thề nhiệm vụ con game mình ghét nhất là bảo vệ mấy cái này luôn. Rồi bây giờ mình lại kiếm cái gì đó mình để cover nữa. Không có xe, không có gì cả. Các bạn đợi xíu nha. À, sẵn tiết lộ với các bạn luôn là cái kính. Nó đông dễ sợ luôn. Để mốt mình kiếm mấy cây súng. Có mấy bạn có nói mình là có cây súng railgun á. Súng mà bắn như phần 3 chứ scale 3 các bạn. Và súng đó nó vô hạn luôn. Mình ráng kiếm cái súng đó mình bắn. Đây là những cái tấm kiếm này bắn được nha các bạn. Đó, đẹp quá trời luôn. Oh. Ồ, nó chơi nó bắn súng pháo vô. Thì mình ráng mình defend cái này cái nào. Rồi, xong, vậy là mình đã clear khu này rồi các bạn ơi. Mừng quá. Khó, tại vì phòng thủ cái tháp này là các bạn, mà nó gần còn chút xíu máu nữa là mình thua rồi. Rồi bây giờ cuối cùng mình sẽ làm nhiệm vụ chính ở đây luôn. Secure the Terra Para Region. Cái nào đó ta? Nó chưa cho mình nhận nhiệm vụ này nữa. Gác à. À rồi đây, Terra Baja ở đây ha. Bây giờ nó chạy xuống đây, mình phải chiếm lại cái khu này nữa. Mình hack cái khu này mình mới làm được nhiệm vụ này. Thì lúc nãy mình chiếm cái khu này xong thì mình chiếm được khu nhẹ, khu nhỏ. Cho nên là Talada và Valerio nó chung cái khu này hết luôn ha. Và hiện tại mình đang mở rộng được khá rồi. Chung là sau này mình sẽ mở rộng hết mới làm được nhiệm vụ. Có thể là như vậy. Rồi bây giờ các bạn đợi xíu để mình đi xuống đây cái đã. À đúng rồi, cái này nó cũng có trong nhiệm vụ luôn nha các bạn. Brisa Automobile lúc nãy bọn mình có bàn á, thằng cha kia có bàn á. Thì bây giờ mình sẽ tới đây rồi. Tới cái nhà máy, đây là một cái nhà máy sản xuất phương tiện hay là xe hay là cái gì mình không hiểu rõ lắm.
Đợi xíu nó hướng dẫn mình để làm cái gì cái nha. À, chắc là sản xuất xe quá các bạn ơi. Đây là mấy thanh niên này nè, công nhân đang gọi là đang dậm tút xe. Bên này là xe mới ở xưởng ra rồi, mở nắp lên đồ. Ui, cái gì đây? Cái gì ở phía cái này mà nó khói lên ghê vậy? Rồi bây giờ tới một phía bắc cái máy máy scan. Công ty Nam Bắc. Looks like the buildings are sealed. Some kind of scanner. Probably only opens for whatever vehicle class is geared for testing. Console should tell you what he's looking for. Giờ vậy là ok. Qua lại mấy cái máy này thôi chứ chả có gì cả. Bây giờ tìm một cái con xe Show 21 sedan hả? Rồi tìm để làm gì ta? Không rõ lắm, từ từ để mua bên kia cái nào. Ây trời ơi. Đâm cây hoài luôn thiệt cái chứ. À, chỗ đó chuẩn xuất xe hơi các bạn ơi. Chắc là bây giờ nó kêu mình đi tìm xe đó. Đúng rồi, đợi mình xíu. Chiếc này không phải các bạn ơi, nó kêu mình là tìm một cái chiếc gì đó sedan. So 21 sedan, sport sedan. Không phải mấy chiếc này rồi. Sport sedan chắc là chiếc này quá. Phải không ta, không để ý tên xe nữa. Không phải luôn. Tôi sẽ phải lại tìm cái tên xe đó làm cái gì ta. Vô đây tìm, chắc là chiếc này. Rồi ok, đúng rồi, bây giờ mình tới cái nhà kho chỗ cái chỗ scan lúc nãy các bạn. Ok, đi đường này. Chiếc này ha. So 21 Sport Sedan. Vậy là ba hai cái còn lại là mình đều tìm, phải đi tìm xe hết. Tìm xe và chở vô chỗ khu này. Oh, kiểu như cái xe là nó là một cái phương tiện để mở khóa các bạn. Vô con xe cái nó mở khóa được. Ui hay vậy. Bên kia là power the west circle. Ok, mở điện lên hết ha. Ê, à hình như là chơi trò chơi kiểu mini game á các bạn. Rồi, kiểu mini game á, mở khóa. Rồi bây giờ tới tiếp theo. Ai chà, bị phát hiện rồi nha. Nãy giờ đang im ắng nha. Bị phát hiện rồi nha. Chung là toàn bộ những cái phần này đều là trong nhiệm vụ hết. Khi nào mà cái nào mà nó nhàm thì mình mới skip đi. Còn những cái nào mà liên quan là nhiệm vụ là mình làm hết ha. Để mình có chợ mới cho các bạn xem nè. Cái trái bắn mình mới nâng cấp nó lên đây các bạn nhìn ha. Đây nè. Mới nâng cấp nó lên. À, gọi là no limit nữa, nó mà đủ cái trái banh rồi nó bay lên trên trời, nó bay hoài luôn. Tới khi nào nó nổ thì thôi. Thì mình sẽ ráng mở hết mấy cái này, thì phải đi làm nhiệm vụ của thằng Sargento này nó mới mở được. Hơi khó, hơi lâu, mình không có thời gian lắm. Đây mình mở cũng mở cái thằng Chavi chưa mở. Quên. Con mẹ Galan thì có nè, đây nè. Mình mới mở cái overclock, có nghĩa là khi mà burnout nó đạt tới một cái mức giới hạn nó sẽ nổ. Rồi bây giờ tới tìm cái con Brisa Azor 3. Đi nào. Bò ta đi giải cứu thế giới. Bét bò of the year. Brisa Azor 3. Nói chung là trong này mình không có biết xe nó là xe gì hết trơn á. Mình phải lên thử, lên test, lên check. Chà, con này hả? Trời ơi, quá đỉnh cao. Brisa. Xe đẹp quá ha, con này nó khá là giống con. Cái vừa được chip nó giống con Ford quá vậy. Ford Focus rẻ đó. Trong này nó nhái xe cũng khá là giống ngoài đời. Nhưng mà có một cái là không biết nó là giống xe gì thôi. Con này có bạn nói nhưng mà đột nhập vô mình vẫn bị truy nã. Khi nào khu của mình mới hết bị. Mở cửa nào. Rồi chúng ta là chơi trò chơi mini nữa. Đấy, màn hình màu xanh ở dưới nè.
Là sao nó đều hết một hàng màu xanh là được ha. Đấy, cái cuối cùng. Cái bức dạ vậy. Ác ôn vậy. Ok xong. Trời đủ đạn cha mà chứ trời. Rồi bây giờ tới cái cuối cùng. Đây. This building is testing the Vevesa. A bike. Gotta find one. Ok, xe mô tô ha. Riza Vevesa bike. Xe mô tô. Mô tô hay là xe xe. Ủa, mô tô chứ đúng rồi. Phải đi tìm nữa. Đây. Ok, một trong mấy chiếc này thôi. Chuẩn. Ui, tiếng xe. Tiếng xe này nghe nó đảo các bạn. Xe này biết độ gì mà chạy có nitro ghê quá. Quái độ bô xăng lửa đâu đâu. Trời. Thắng đúng gắt luôn. Hay quá ha. Rồi bây giờ mở điện cái này nữa là xong. Chà. Adu. Ác vậy bồ. Ác vậy ta. Cái cuối gắt quá. Chưa mình mở đại chứ mình không biết nó hữu tử nó như thế nào luôn đâu. Rồi bị khóa rồi. Escape the lockdown by destroying. Ok bây giờ mình phá mấy cái này. Ui. Gắt vậy. Mình đang bị bị xông khói á các bạn. Rồi reboot the system. Ok, khởi động lại. Nó như kiểu bị hun khói á. Xong. Đang hát. Ở gần khu này thôi. Bây giờ mình nói chiêu, mình nói chỉ kêu mình ở gần khu này thôi. Chứ không cần à được. Tôi bắn gắt quá. Ây da, trời ơi, tôi bắn mắt gắt luôn. Chụp thang rồi, chụp thang rồi. Đang chật vật ở trên này. Xong. Phim. Từ phải chi mà nó ship cho mình tới con xe mà biết bắn. Wow. Phải ship tới mình con xe mà biết có cái súng ở trên rồi khỏe quá. Các bạn nhìn nó bay lên trời luôn nè. Nó bay thẳng phát lên trời luôn. Bay lên trời cao. Trên trời cao có muôn vì sao. Bài đó của ai ta, của Khánh Phương, của ai á. Thời đó nghe mấy bài đó xưa xưa, thời còn nhỏ nhỏ. Ơ, sao tự nhiên trời nắng rồi. Ơ, em bay lên cái kia cái trời nắng luôn rồi quý vị. Hay thiệt. Thiệt là yên bình. Yên thị á. Đánh nó cái gì làm đi phá trời. Có easy này là cái con chuyên về hacker. Nói chung là hacker nó biết này kia, nó nhiều lúc nó hướng dẫn mình nói. Mà nó bay No Limit bay lên tới trên trời luôn. Bùm. Rồi xong. Khu này của mình. Rồi mình đi làm nhiệm vụ của mình.
quá là đơn giản luôn. Đây là mấy cái nhiệm vụ mini, là nhiệm vụ của mấy cái thằng thằng kia đó các bạn. Khi mình làm thì mình sẽ được mở khóa những cái thiết bị của cái câu của mình. Khoan, để mình chơi khu này cái đã. Rồi, ok, mình đã bay tới chỗ nhiệm vụ rồi ha. Khá là xa, đi cái này xa phải chưởng luôn. Tại vì cái câu các bạn nhìn thì chứ bay nó không có được nhanh. Rồi, bắt đầu nhiệm vụ nào. Chiếm cũng được khá khá rồi đó. Đây ha, bây giờ lấy máy bay, bây giờ cẩu đồ đi nè. À, có mấy lúc nhìn nhân vật nó đẹp, các bạn nhìn chỗ này nhìn nó đẹp đẹp ha. Có mấy lúc trong nhà nhìn nó xấu, xấu không thể nào chỗ nào chơi được luôn, xấu tàn bạo luôn. Cesa UFO. It's one of the prototype cores, only this one is mobile. It works by disrupting the surrounding air temperature. Nó hoạt động bằng cách là phân tán cái gì trong không khí đó để nó tạo ra một cái cơn lốc. Tornado rips to Solis. Espinosa is testing a weather weapon on his own people. And he tells us Yapa will be our salvation. Cái đám Espinosa nó test cái vũ khí của nó, vũ khí thời tiết của nó trên người dân. If you can plug this into the core's flight controller, then I can hijack it and remotely sever its link to the Yapa network. Bây giờ mình cần ghim cái này vô trong cái gì á? Ever dive into one? Where is Cesar? Thought we'd be here by now. I'm not sure he's ready for all this just yet. Rồi bây giờ là mình phải chui vào trong tâm của cái tường lốc. Con mắt đó. Yes. Image console. Cesar, all the gear you requested is good to go. Thiết bị của ông này yêu cầu ok có sẵn hết rồi, ông đang hỏi mình kiểm tra. Ông sẽ bay. Ok. I'm not so sure about this. I'll fly the helicopter to Prisa Alto. Agale. You sound sure to me. Ok, ông đòi bay. Ok. But you've never flown with him. Let's go build a storm chaser. Rồi, bây giờ là mình hộ tống thằng này tới cái chỗ căn cứ của nó. Gắt vậy, ông đòi bay cho đã. Ok, cho nó bay đi, mình đứng dưới này. Lấy súng rồi cái đã. Nếu mà nó bắn từ trên thì mình không có cái chỗ nào mình cover được. Cho nên chắc là mình phải bay lên trên đầu máy bay này quá. Đây. Không có chỗ đứng mới gắt đó chứ. Ok, đứng đây đi cho nó khỏe. Hồi tống có gì đâu ta. Đường vẫn que. Tới rồi nè. Once we catch that tornado and pin down this spacecraft inside, the whole world knows Espinosa is an alien. Oh, này bắn nhau các bạn ơi. À, nhiệm vụ mình phải mở đường cho nó. Ồ, thì ra là thế à. Just hang back, Cesar. I'll deal with the SAMs. À, detect the SAM. Như khu này có cái tháp SAM các bạn. Tháp đó nó bắn rơi máy bay của mình, bây giờ mình còn phải hủy cái tháp này đi mới được. Disable the SAM launcher dưới này ha. Đây mấy cái tháp SAM này đây. À, cái tháp SAM này nó gần cái trạm xăng vui đúng không? Nha, đau mấy anh. Chưa nổ nữa. Trâu như bò, cái tháp này trâu như bò á. Trời, ok, nổ rồi. Ơ, cái gì vậy? Bấm nhầm bay vô đây. Ôi, nó có mấy công nghệ sạc điện nè các bạn. Các bạn thấy cái trạm xăng lúc nãy không? Như Tesla vậy đó. À, nó bắn gắt quá.
Ba nha con. Ba vui vẻ. Ba cao vậy. Xong. Còn một cái cuối cùng. Mấy cái tháp này khi mà trực thăng các bạn bay ngang thì các bạn hiểu chuyện gì xảy ra rồi đó. Nó bắn cho sắp mặt luôn. Ồ thì ra là có trực thăng. À nó cha tụi mày chứ thiệt chứ. Ừ nó bắn đau thiệt chứ. Rồi ok xong rồi ha. Mình phá xong ba cái tháp rồi. Ủa trời mất tiêu thùng hàng nữa. Nó đòi hỏi thùng hàng đâu mày. Ủa là nhiệm vụ này đi chuyển thùng hàng đó là mất thùng hàng rồi. Xong. Quân bị bắn các bạn ơi. Này chết này. Gắn xuống đường này. Bắn đâu quá. Ờ hay tại sao mình không lấy một con mà đi theo mình bắn đó ha. Đúng rồi. Trời ơi, rồi. Vậy đi cho nó khỏe, bắn chi hoài mệt quá. À, rồi tới luôn rồi. Rồi bây giờ mình luận vâng. Chưa xong đâu vẫn đi phá tháp Sam tiếp rồi các bạn. Ôi trời có súng này ngon. Ngon. Yeah. Ôi. À đây 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 đây. Ui sao tăng quá hồi chạy các bạn ơi. Ui nó bắn. Em xin lỗi, em xin lỗi. Tình cứu con máy bay này mới được. Bắn ghê quá. Cha này cũng ngu nữa thiệt chứ. Chắc nó bị bắn. Bắn sơ đuôi luôn á. Xuống. Rồi thằng nào bắn trực thăng đâu nữa. Tao bắn cái cha của mày luôn. Trực thăng nó bay. Nó bay theo đường là sao. Tao nó không bay. Bay qua đồi núi đâu. Mắt ngu luôn. À đây cái này tháp mình. Mắt ngu luôn. Chở lại cái nhà máy sản xuất xe lúc nãy á các bạn. Cái chứ bò. Cái bắn này nổ dữ quá. Nó là bình ga, bình diệt, không biết nó bắn nó nổ đã. Nó bay nè. Mình thích phá mấy cái này lắm. Trong game này chỉ thích phá mấy cái này nó mới vui thôi. Đêm hết phá là hết vui rồi. Bây giờ nó kêu mình là mở cái thang máy ra. With the weather tracking equipment installed, it brings the total vehicle weight to 7,500 kilos. Very nice, windproof. But we still need to insulate the interior with tin foil. Trong mấy ngôi nhà nhìn mặt đúng ghê luôn, không hiểu gì chân. See in the back. Mấy đứa này không hiểu, đứa nào hiểu hết trơn. Why would we need to insulate the storm chaser with tin foil? Nó đang thiết kế một cái con xe. Con xe để chống bão hay là cái gì á. You need at least 2 inches of lead shielding to stop gamma rays. Oh. Okay. Everyone back to work. Okay, mà đây là cái con xe đang chế đây. Mình phải quay trở lại làm việc. She looks good. Composite plating. Do you want with tempered glass? I thought we needed an upgrade after they started shooting at us. Lên kiến chống đạn luôn rồi. 625. Does that happen a lot? What, me getting shot at? No, not really. Yes, all the time. You'll probably want to get used to it too, huh? How do I do that? I don't know. Get shot at more? Tape deck. You didn't think it was important. You don't think music's important? Nó nhiều quá.
Ok, nó nhiều dễ sợ luôn. Rồi, The Storm Chaser xong rồi ha. Để mình xem tiếp theo nhiệm vụ tiếp theo của mình. Ê, mở được khu này nè. Ủa, cần một SWAT nữa mới mở được. Ồ, Daywin Walker, đây là nhiệm vụ tiếp theo của mình. Thì mình còn phải chiếm cái khu này. Thì thôi, video này mình sẽ dừng tại đây ha. Và cảm ơn các bạn theo dõi cái video subscribe này. Nếu các bạn thích cái video game này thì đừng quên like video này giúp mình. Và comment phía dưới nha. Đây, mình còn hai cái SWAT để chiếm biên giới. Thiếu một cái trên này. Mình phải chiếm khu này mới được. Đó, cái cách mà nó để chiếm biên giới là như thế này ha. Những cái khu này là nó tập kết, nó đứng, nó đánh với nhau để nó không cho bọn kia nó xâm chiếm bên mình đó. Rồi, chào các bạn và hẹn các bạn ở phần sau. Mình sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo của cái Stormwalker này. Mình đi hết phần này. Xong mình đi bắt đầu đi lên trên phần trên này ha. Đây nè. Ở đây cái này chứ. Rồi, bye bye.